làm cho động cơ được bền bỉ, chống ô nhiễm môi trường. Bạn sử dụng gì cho động cơ xe của bạn? Tân sử dụng Benride. Hãy vào công ty Lợi Đức để mua Benride nhanh đi nhé. Lợi Đức, công ty phân phối dầu nhớt ngoại nhập hàng đầu Việt Nam. Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Hôm nay Tân cố gắng kể một câu chuyện ma cho các bạn vào cái giờ này, là giờ mà những người thợ bên kia họ nghỉ, thì để đỡ ồn hơn, không qua ồn quá. Và bản thân Tân cũng không tập trung được để kể chuyện nữa. Thì hôm nay mà lỡ đang kể có sự cố gì về tiếng âm thanh, tiếng ồn, bạn thông cảm giùm. Tân thông báo trước qua những cái phần tâm sự của Tân rồi. Thì câu chuyện hôm nay Tân kể là một câu chuyện nữa do một bạn fan hay là người Campuchia gửi về cho chương trình. Thì các bạn biết á, thời gian gần đây Tân kể một hai câu chuyện của các bạn người Cam, tại vì họ là người Việt, họ là người Cam gốc Việt, nhưng mà họ không có quốc tịch Việt. Họ nghe mẹ mình, bà của mình là kể về quê hương Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà họ không có dịp để họ đi qua bên này để mà tìm lại cái nguồn gốc. Nhưng mà họ coi YouTube thì họ thấy những người Việt mình rất là phát triển, cũng như là kể những câu chuyện ma hay thì họ kể câu chuyện của mình. Thì Tân thấy những câu chuyện hấp dẫn, Tân kể các bạn nghe. Câu chuyện này nó xảy ra tại một ngôi trường tiểu học, và ngôi trường tiểu học này á là nơi mà các bạn kể chuyện đã từng học, và bạn không có nhiều kỷ niệm ở nơi này, tại vì bạn học ở đây đúng 2 năm thì cái sự việc đó nó xảy ra. Mà sau này bạn có củng cố lại bằng cách là bạn hỏi lại người nhà, tại vì lớp 2 thì bạn cũng không có nhớ nhiều lắm về sự việc năm đó. Nhưng mà bạn hỏi là tại sao lại chuyển trường bạn đi qua một nơi khác mà không giữ lại bạn học ở trường đó, tại cái ngôi trường nó gần nhà của bạn. Thì ngôi trường này theo lời bạn tả đó là nó có 5 tầng. Tầng 1 là dành cho lớp 1 và lớp 2, tầng 2 là dành cho lớp 3, tầng 3 dành cho lớp 4, tầng 4 dành cho lớp 5, và cái tầng cuối cùng là sân thượng thì không có tính, cái sân thượng đóng cửa không có tính. Thì vào cái dịp đó, vào cái dịp vào năm đó thì là xảy ra một cái sự việc. Thì cái ngày hôm đó không phải là ngày đi học, ngày hôm đó là cái ngày giống như là cái ngày họp lớp hay là ngày tập văn nghệ gì đó của cái trường này, là một cái ngày đặc biệt. Thì một cái người nữ phụ huynh, là bà này mà mẹ, bà đang nói chuyện với ông thầy, thì bà thấy con của bà đang ở trên tầng 5 là sân thượng, là đang đưa cái tay với ra bên ngoài và rớt từ tầng 5 xuống và tử vong. Thì trước cái sự việc đó, bà mới đi kiện nhà trường. Bà kiện nhà trường á, là vì cái trường này không có đảm bảo an toàn. Tại sao bảo vệ không xem xét hay là đóng cửa sân thượng lại mà để cho con bà đi lên tầng 5 mà nhảy xuống chết như vậy? Thì nhà trường vào thời điểm đó thì cũng là họ cũng chịu trách nhiệm về những cái chi phí và an táng, nhưng mà họ không có chịu trách nhiệm là họ sai trong vấn đề là bảo vệ học sinh trong thời điểm đó, là tại vì lúc đó là thời gian nghỉ, và đồng thời điểm lúc đó là có cả mẹ của em đó ở đó, cho nên tại sao bà này không coi con mình mà lo đứng nói chuyện, thì hai bên đổ thừa qua lại với nhau. Nhưng mà tất nhiên là cái phần thiệt thòi á, nó lại thuộc về cái bà mẹ này, là tại vì cái thời điểm đó đúng là thời điểm tập văn nghệ, mà bả là cái người đứng ra tổ chức cái buổi văn nghệ đặc biệt đó cho nhà trường. Và mà nhà trường đã khẳng định rằng là đã khóa tất cả các cửa, luôn cả cửa sân thượng, thì cửa sân thượng á rất là khó mở, vì nó là một cánh cửa bằng thép rất là nặng, một học sinh mà tầm lớp 1, lớp 2 thì không thể nào mà mở cửa được. Thì con bà này học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, thì bạn này không có nhớ rõ. Thì cái sự việc này nó kéo dài một năm, là mọi thứ nó chìm lắng xuống, là tại vì không có đủ cái bằng chứng hay là bất cứ cái thứ gì gọi là có thể buộc tội cái nhà trường này là vô trách nhiệm. Thì theo những gì mà Tân nghe bạn này kể á, thì Tân thấy đúng là nhà trường này không phải là vô trách nhiệm hoàn toàn, mà bả cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó. Tại vì con bả còn nhỏ, bả là người mượn cái mặt bằng của nhà trường để tổ chức ngày hôm đó. Thì cái ngày đó là ngày nghỉ của cái trường này, thì không có lẽ gì mà bảo vệ mà họ đi tuần tra hoài được. Có thể bảo vệ có sơ suất gì đó ở trên sân thượng mà dẫn đến cái chết của con bà này. Thì khi Tân đọc đến đây á, thì Tân cảm thấy rằng là cả đôi bên cùng có lỗi, và cả đôi bên cùng phải nhận thức cái lỗi đó.
thì sự việc nó xảy ra được một năm, là qua năm sau thì cũng đúng vào cái ngày hôm đó, là cái ngày đó lại là ngày nghỉ, thì nhà trường cũng lại tổ chức một cái buổi văn nghệ. Thì Tân nghĩ rằng chắc đó là buổi chủ nhật quá, là theo lời các bạn này nói chuyện thì nhắn tin á, thì cũng không có rõ ràng ngày đó ngày đặc biệt gì, nhưng mà Tân thấy cả hai năm mà nhà trường đều tổ chức vào cái ngày đó thì tức có nghĩa ngày đó là ngày chủ nhật hoặc là một ngày đặc biệt gì đó, ví dụ như là 20 tháng 11 của Việt Nam mình. Thì lại một em học sinh nữa lớp 1 là cũng trong tình trạng như vậy, rớt từ sân thượng rớt xuống. Thì trước cái sự việc đó là nhà trường phải đối mặt với lại tai tiếng, tại vì trước đó một năm đã xảy ra và sau đó một năm lại xảy ra. Thì 3 tháng sau, trong cái quá trình vẫn còn đang giải quyết cái sự việc, thì vào một cái ngày đang học, thì buổi chiều đó đi về, thì một cái người phụ huynh mới hỏi rằng người thầy ở lớp 1 á, là có thấy con của bà không? Thì người thầy mới nói là không thấy, con của bà đang mới trong lớp mà, thì không thấy. Thì sau đó là mọi người mới túa ra tìm, tại vì thứ nhất là đã xảy ra hai vụ án mạng, và mới đó là đang mới vừa xảy ra mới 3 tháng, cho nên là nhà trường phải lập tức đi tìm đứa bé này. Thì trong quá trình đang tìm thì họ lại thấy một lần nữa đứa bé này đang đứng trên lầu 5 mà biểu hiện lần này là lần thứ 3 rồi. Thì những người chứng kiến họ nhìn rất là rõ là đứa bé này hoàn toàn trong trạng thái nó giống như là bị mộng du, nó không có kiểm soát được hành động của nó và đang đi lấy một cái gì đó. Nhưng mà may mắn là cái người bảo vệ của cái nhà trường này cũng đã có chuẩn bị, cho nên khi xảy ra sự việc thì ông bảo vệ ông chụp cái thằng nhóc này vô được. Ông mới mang nó xuống thì nó đang trong tình trạng mê man và ngất xỉu. Thì khi mà đem xuống á, thì mọi người trong cái trường này mới xúm lại, mới hỏi nó bị cái gì. Thì nó nói rằng nó đi chung với một người bạn, và người bạn nó hứa rằng là sẽ cho nó một cái bong bóng cho nó đi theo, và khi lên tới sân thượng á, thì người bạn này bước đi và đưa bong bóng cho nó, thì nó chỉ đi tới lấy bong bóng thôi chứ nó không làm gì hết. Thì sau cái sự việc thứ ba đó thì ngôi trường này đã chính thức trở thành một ngôi trường bị đồn thổi là có một cái oan hồn ở nơi đây. Thì dần dần á, những cái người phụ huynh ở đó người ta không cho con ta học nữa, thì ngôi trường bắt đầu vắng dần đi và bây giờ trở thành một ngôi trường bỏ hoang tại cái vùng của bạn này. Thì cái sự việc nó cũng không có đến nỗi gì, nó chỉ là một cái sự việc trong ký ức của bạn này, là ngôi trường của mình học bị đồn là có ma và là một ngôi trường trở thành bỏ hoang từ sau những sự việc đó. Và rồi bạn này được chuyển qua một nơi khác để học, và sau khi chuyển qua một nơi khác để học á, thì dần dần lớn lên hả, mọi chuyện vẫn bình ổn ở trong vùng này, không có chuyện gì hết. Cho đến một cái ngày, thì ngày đó chắc các bạn cũng sẽ biết là Việt Nam cũng có những cái cô chú lớn tuổi hay những cái đoàn thể thanh niên, thì họ hay tổ chức những cái ngày mà đi dọn rác ở xung quanh khu phố. Thì họ mới vô trong cái trường này họ dọn, tại vì dẫu sao ngôi trường này cũng là một ngôi trường nằm trong cái khuôn viên của người ta, thì người ta làm vệ sinh cũng như là dọn dẹp lại cái ngôi trường này. Thì khi mà bước vào đó, họ thấy một chuyện rất là ghê. Đầu tiên là các tầng đều có xác động vật chết ở trong đó, có những con động vật lớn như là mèo, chó, thậm chí là cáo, nó phải chết ở trong đó. Tại cái vùng bạn này cũng gần rừng núi mà nó lại chết ở trong cái chỗ mà cái giường này. Cho đến khi họ lên lầu 5 thì họ thấy xác của một người bị thối rữa, là một người đàn ông ăn mày đã treo cổ ở trên đó mà chết. Thì trước cái sự việc đó, mọi người mới đồn thổi cái câu chuyện ngôi trường này thu hút một cái thế lực vô hình nào đó vô cùng ghê rợn đến đây. Và họ càng đồn lớn hơn, thì chính vì vậy mà bạn này mới nói với mẹ bạn này á, là hình như trước đây con cũng học ở trường này. Thì mẹ mới nói là đúng, trước nay con học ở trường này, nhưng mà xảy ra những cái chuyện mà ba học sinh như vậy, cho nên là mẹ mới chuyển con sang trường khác, và cái trường này bỏ hoang và đóng cửa. Sau cái sự việc đó là những nhà chức trách ở nơi này họ vào trong đó để mà họ điều tra về cái người tự tử này. Vì cái người tuy là nhà trường này á, là không có còn hoạt động nữa, nhưng mà cái người phụ trách họ vẫn còn ở đó. Trước khi niêm phong cái trường trở thành nhà hoang á, trường hoang á, thì họ đã khóa các cái ổ cầu khóa cầu thang bằng ổ khóa rất là lớn, cho nên không thể nào có người nào mà leo từ lầu 1 đến lầu 5 thắt cổ được, mà cũng không có ai mà cưa được cái khóa đó. Và điều ghê rợn ở chỗ là khi mà những người mà quét dọn vô đó, phải có người mở khóa,
và họ mở khóa đúng 5 tầng, có nghĩa là cái khóa không hề có người đụng tới, thì làm sao cái người ăn mày đó có thể lên lầu 5 mà treo cổ được. Cho nên cái câu chuyện đó nó trở thành một ngôi trường bỏ hoang mà cực kỳ ghê. Thì những cái người trong vùng mà người Campuchia của bạn này đó thì rất là tin vào tâm linh. Một khi ngôi trường nó xảy ra những sự việc đó thì họ sợ. Tại vì thứ nhất là cuộc sống ngày càng phát triển thì họ phải đi qua đi lại ngôi trường đó nhiều. Chứ không phải như trước đây là cuộc sống không phát triển thì đúng cái giờ đó họ về, họ đoàn tụ gia đình, họ ăn cơm, họ ngủ, họ nghỉ. Nhưng bây giờ cuộc sống phát triển họ phải đi làm đêm. Có nhiều con em họ đi làm đêm về thì họ đâu có biết được rằng là có chuyện gì xảy ra. Lỡ như cái linh hồn giữ ở trong đó nó lôi con em ta vô thì sao? Hoặc là lôi chồng, lôi vợ hay là lôi bất cứ người nào vào trong đó nó giết thì sao? Thì họ mới mời thầy. Thì những người thầy mời đến đây thì đa số đó là họ sẽ mời những chủ trì, những cái người mà trong chùa đàng hoàng, chứ không phải đi mời thì cúng tầm bậy tầm bạ. Họ mời đến đây và cái người vị sư đến đây đó, thì vị sư vừa tới thôi là họ nói rằng là cái oán khí của ngôi trường này nó quá nặng. Nó quá nặng và cái linh hồn dữ đó bây giờ nó đã lớn. Tức có nghĩa rằng là trước đây khi mà xảy ra sự việc tại ngôi trường này thì cái linh hồn nó chỉ là một đứa bé thôi. Nhưng mà vì ngôi trường bỏ hoang qua nhiều năm, cái đứa bé này nó ăn những linh hồn của động vật, máu của gà, chó, chó sói hay là cáo gì đó. Chó sói thì chắc không có đâu, này từng lỡ từng nói vô thôi. Nhưng mà cáo thì có, tại đây là khu vực gần rừng. Thì chính vì những cái linh hồn đó, và có cả rắn nha các bạn, có cả rắn nữa mà đa số là rắn lục. Thì chính vì vậy mà cái linh hồn nó dữ hơn so với bình thường, và nó cũng lớn theo thời gian. Mà cái đỉnh điểm là nó giết được một người ăn mày bằng cách nào thì không ai biết. Tại vì không ai nhìn thấy là cái người này chết như thế nào, và những nhà chức trách họ cũng không trả lời được. Họ chỉ nói rằng người này tự tử. Nhưng mà những người trong vùng và cái người coi quản cái chỗ này, họ khẳng định rằng là những ổ khóa không hề bị mở. Không có một người nào có thể leo từ lầu 1 lên lầu 5 để treo cổ. Muốn treo cổ bằng treo cổ ngay lầu 1 cũng được, hoặc bằng treo cổ lầu 2 cũng được. Mắc gì bạn phải leo lên tới lầu 5 bằng treo cổ. Đây là một chuyện hy hữu. Thì vị sư mới hỏi rằng là ngôi trường này trước đây được xây dựng từ bao giờ thì không ai biết. Họ chỉ biết rằng là cái người hiệu trưởng về đây cải, gọi là canh tài là cải cải canh tác hay là cải cách lại cái ngôi trường để mà ở đó mà người ta dạy học thôi. Và trước đó nữa thì ngôi trường này cũng là một ngôi trường bị bỏ hoang, mà cái chính phủ Campuchia họ giao lại cho sở giáo dục của Campuchia và giao cho người hiệu trưởng này về để mà cải cách lại, cải tạo lại. Đúng rồi, đúng, dùng cái từ là cải tạo lại, sạch sẽ để mà dạy. Thì mới cải tạo được 2 năm thì xảy ra sự việc. Thì cái vị sư mới ngồi xuống và cùng những vị sư khác để mà họ tụng niệm. Và họ mới biết được một vấn đề là trước đây từ thời rất xa xưa thì đây là một cái ngôi trường bị bỏ hoang. Và trước đó nữa là tại sao nó bỏ hoang thì là không ai biết. Nhưng mà có một tin là do chiến tranh cho nên là người ta không có học ở đây nữa. Thì sau này mới cải tạo lại. Nhưng mà nơi đây đã từng xảy ra một vụ án mạng mà rất là thương tâm. Cái ông này là một cái người bạo hành và một cái người không làm chủ được mình. Và ông đã bưng một đứa con của mình đến đây để mà ông quăng từ lầu 5 xuống, ông giết chết. Cái vụ án đó đã bị chìm vào quên lãng và không ai nhớ đến, tại nó quá lâu rồi. Chỉ có những vị sư họ nhìn thấy được cái linh hồn đó và hỏi được cái linh hồn đó là tại sao lại ác đến như vậy. Thì khi mà bị giết á, cái linh hồn mà cái đứa bé đầu tiên đó mà bị ba nó quăng từ lầu 5 xuống đó, nó chỉ mới có là lớp 1, lớp 2 thôi, là tầm 6-7 tuổi. Cho nên rằng là nó mới lôi kéo những người đồng tuổi đi chung. Có nghĩa là nó dẫn những đứa bé đó, khi mà người ta không để ý, nó dẫn lên lầu 5 và nó đứng một góc, nó đưa cái bong bóng. Mà khi người ta bước tới lấy bong bóng là bị hụt chân rớt xuống chết. Và rồi qua thời gian dần dần, ở trong đó với sự cô đơn, hận thù, thì ở trong ngôi trường đó nó đã ăn những cái linh hồn của những con vật đi ngang đó, hoặc là những con thú hoang đi vào trong ngôi trường đó. Mà nó tu luyện trở thành một người lớn đàng hoàng, là một linh hồn quỷ. Thì cái người ăn mày đó vô tình đi ngang, mà người ăn mày đó
nói ra là một sự trùng hợp mà các bạn không thể tin được. Mà bạn này kể cho Tân, người ăn mày đó chính là người cha mà trước đây đã giết con của mình mà ổng được tha ra khỏi tù. Tại vì lúc đó ổng là một người tâm thần, cho nên là người ta không có xét ổng vô cái diện là giết người, mà là người không làm chủ được mình mà giết người ở trong diện tâm thần. Và khi được thả ra, ổng trở về lại cái vùng đó. Mà xét theo độ tuổi thì đúng là ổng đã rất là lớn tuổi rồi. Và ổng chính là ba của cái đứa bé đó. Và nó, linh hồn nó ở đó, nó đợi đến chừng nào ổng trở về mà nó trả thù chính cha ruột của mình, là người đã hại mẹ nó và cũng giết nó khi nó chỉ mới có lớp 1, lớp 2 thôi, cái độ tuổi 6-7 tuổi. Và nó trở thành linh hồn dữ ở nơi đó. Thì những vị sư ở đây đó, người ta mới làm lễ và người ta khuyên nó đi về lại chùa vì nó không thể siêu thoát được. Thì cái tội đó là tội bất hiếu. Một khi đã giết cha mẹ mà khi trở thành một linh hồn dữ rồi, đã giết biết bao nhiêu người rồi mà còn giết chính cha ruột của mình, mặc dù là trong quá khứ người cha đó đã giết mình. Đây là một cái sự oán nghiệp. Đó là không có phải là không oan gia, không phải là gia đình mà. Thì tôi nghĩ là giữa người này, người cha này với đứa bé này là một oán nghiệp. Thì chính vì vậy mà nó trở lại để mình nó đợi và nó giết cái người ba của mình. Thì những vị sư này đã khuyên nó để trở về chùa và trở thành một linh hồn dứt dưỡng như vậy, sống ở trong chùa và chịu tội ở dưới 18 tầng địa ngục và không bao giờ được siêu thoát. Chỉ khi nào nó nhận ra được lỗi lầm của mình và nó không hại ai nữa, hoặc những người bị nó hại nhận ra được và tha thứ cho nó, thì họa may nó mới có được một cái sự chuyển biến gì khác. Thì thực sự ra không thể nào đầu thai khi mà mình bất hiếu, đó là chuyện tất nhiên, không thể nào. Nhưng mà linh hồn này nó không hại ai nữa. Và từ sau cái chuyện đó thì ngôi trường này đã trở thành một cái nơi cho rất nhiều người ở. Thì cái câu nói của bạn này Tân hiểu là nó giống như cái chung cư vậy á. Bây giờ được xây lại thành một cái chung cư, không còn bỏ hoang nữa, cho rất nhiều người ở và đến giờ không có chuyện gì xảy ra. Thì Tân nghĩ là mọi thứ đã được giải quyết xong rồi. Những vị sư này đã thu phục được cái con quỷ này để mang về để trừ hại cho cái người trong vùng này. Nhưng mà tất nhiên qua câu chuyện các bạn cũng thấy mọi thứ thù hận xuất phát từ việc giáo dục cũng như là việc yêu thương từ gia đình là nguồn gốc. Khi mà cha mẹ không hiểu con cái, cha mẹ bạo hành con cái, thì sẽ sản sinh ra những tên giết người hàng loạt. Và nếu như cha mẹ giết đứa bé đó trong thời gian đó, thì cái linh hồn đó cũng sẽ trở thành một linh hồn lạc lối. Nó sẽ trở thành quỷ dữ và nó hại những người khác chỉ thỏa mãn niềm vui mà thôi. Và trước sau gì nó cũng sẽ trả thù chính cái người hại cuộc đời của nó. Cho nên gia đình, giáo dục là điều vô cùng quan trọng. Và bạn này muốn nhắn nhủ cũng như là gửi về cho kênh để kênh kể cho những thành viên, những cộng đồng của Tân nghe. Thì câu chuyện đến đây là hết. Tân rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn thấy như thế nào về câu chuyện hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai nha. Bye bye.